xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu chủ đề về x-quang ngực và đi đến cái phần một số bất thường trên phim x-quang phổi à, trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bốn bất thường chính đó là khối tổn thương đơn độc tổn thương tạo hang sơ hóa và tràn khí màng phổi à, đối với khối tổn thương đơn độc thì nó mô tả một vùng trắng đậm riêng biệt trong phổi đây là cái phần màu trắng nằm ở giữa nè xung quanh phổi của mình á là cái vùng khí cho nên nó có màu đen các yếu tố để đánh giá khối tổn thương đơn độc thì ở đây mình chia thành hai nhóm à. Nhóm thứ nhất đó là kích thước và viền. Kích thước lớn hơn 1 cm là cái khối này nó sẽ có ý nghĩa. Viền là bất định tua gai phân thùy là gợi ý trường hợp này là ác tính. Còn tạo hang thì thường là u hoặc là viêm. Còn vôi hóa, vôi hóa tức là xuất hiện cái đậm độ trắng y như là xương vậy đó. Thì trường hợp vôi hóa này hiếm khi nó là ác tính. Và đối với trường hợp khối tổn thương đơn độc thì chúng ta nên so sánh với phim cũ để đánh giá rồi các chẩn đoán phân biệt thì mình sẽ chia thành hai nhóm đó là ác tính và trường hợp nhiễm trùng. À, trường hợp nhiễm trùng thì chúng ta đưa vào cái trường hợp không ác tính. À, trường hợp ác tính ví dụ như là di căn của ca vú này, này di căn của ung thư ung thư vú ha, mình phải xem coi có dấu hiệu của đoạn nhũ hay không. À, hoặc là trường hợp ca biểu mô phế quản nguyên phát. này thì mình xem mình xem xét các đặc điểm của nó trong trường hợp mà ca biểu mô phế quản nguyên phát thì nó tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian ngắn tức là mình sẽ so sánh với phim cũ để đánh giá này phim cũ thì rất là nhỏ phim phim mới thì nó to lên một cách nhanh chóng viền bất định à, phân thùy tua gai và nó không bị voi hóa bởi vì cái đặc điểm voi hóa trên một cái khối tổn thương đơn độc thì nó hiếm khi ác tính mình sẽ dùng cái ba cái đặc điểm của ca biểu mô phế quản này để mình so sánh mình phân biệt với nhiễm trùng và cụ thể đây là mình nói về lao lao thì mình chia thành hai nhóm đó là lao nguyên phát và u lao lao nguyên phát thì có dấu hiệu của lớn hạch rốn phổi nè này. này lớn hạch rốn phổi và u lao á là vôi hóa à, nó vôi hóa cho nên nó có cái đậm độ y như xương vậy đó à, trắng đậm độ như xương nha viền thì rất là rõ 2 cm và không thay đổi trong các phim À, cái đặc điểm này để mình phân biệt giữa u lao với lại ca phế quản nguyên phát thì đối với ca phế quản nguyên phát là nó tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn còn ở đây thì không thay đổi trong các phim à, phim chụp 3 tháng trước phim chụp 3 tháng sau rồi viền bất định phân thùy tua gai ở đây là viền rất là rõ ha ở đây không vơi hóa không vơi hóa thì đây là có vơi hóa rồi ở đây là những cái hình vẽ mô phỏng đây là cái khối tổn thương lớn ở thùy trên nè thùy trên phổi trái còn cái hình này thì mô phỏng cái khối tổn thương lớn ở thùy dưới phổi phải này còn trường hợp này là trường hợp này là không phải là khối tổn thương đơn độc nữa mà là đa khối là tổn thương đa khối đây là di căn đa ổ của hai phổi nè trong trường hợp này bệnh nhân bị carcinom đại tràng nhưng mà bệnh nhân không có điều trị hoặc là tương tự với này ha bệnh nhân cũng bị carcinom đại tràng không điều trị và di căn nó là di căn đa ổ À, mình có thể quan sát được rất nhiều cái mảng mảng mờ ha, mảng mờ tức là mảng màu trắng đó, nó nằm ở trên nền màu đen trên phổi của mình. À, đó là cái cái bất thường đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tổn thương tạo hang. này tổn thương tạo hang thì mình tìm hiểu các khái niệm về mức khí dịch. ở à, đây là một cái hang ha thì bên trong hang này á nó có phần dịch lắng động bên dưới dịch là phần vật chất cho nên nó có màu trắng trên phim x quang còn phía trên này là phần khí cho nên nó có màu màu đen nè mức khí dịch là mình sẽ thấy được cái mức rất là rõ đây à, mức rất là rõ và phía trên nó có màu đen ở dưới nó có mờ nhạt đi màu trắng ở đây về nguyên nhân tạo hang thì chúng ta có một số nguyên nhân chính ví dụ như là hai nguyên nhân chính đây thôi đó là áp xe và khối u thì à, giữa áp xe với lại khối u là khối u thì do cái khối u để phân biệt với áp xe á, thì nếu mà thành dày thì khả năng cao nó là khối u. Tức là thành dày trên 5 mm thì khả năng cao nó là khối u nhiều hơn là áp xe. Thì mình quan sát một cái mức khí dịch ở đây ha. này mức khí dịch thì mình thấy cái 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 đường mà phân cách giữa khí với dịch nó rất là rõ. Phía trên này là khí nó có màu đen nè, ở dưới là dịch cho nên là dấu hiệu của nó trên phim X quang là nó sẽ nó sẽ trắng hơn. À, rồi hoặc là đây một cái hang này đây, đây là thành hang nè thành hang mà dày hơn thì có xu hướng nó là một cái khối u hơn là một áp xe. đây đó là cái tổn thương tạo hang. À, về sơ hóa, sơ hóa là người ta mô phỏng những cái tổn thương sơ hóa là sự dày lên, nè xẹo hóa của mô cả là phần xen giữa các tế bào à, xuất hiện dưới hình ảnh là bóng mờ. À, Thôi cái hình ảnh bóng mờ này á mình rất là phó, khó để mô phỏng cho nên các bạn tìm cái quyển À, quyển Just X-ray for Medical Students à, Cái quyển đó mình thấy có bản dịch uh, trên mạng Hoặc là mình có thể tìm mua ở các trang web khác ha. À, thì mình mua cái quyển đó về để mình uh, quan sát phim Thì nó sẽ thực tế hơn Ở đây mình chỉ đề cập đến các tổn thương tiêu biểu Và đặc điểm của nó thôi à, Về cơ chế của sơ hóa là do có thể tích tụ dịch Hoặc là viêm Thì trường hợp tích tụ dịch đó, nó sẽ Nó sẽ làm cái khoảng kẻ nó rộng ra Hoặc trường hợp mà viêm à, Thì cái viêm này là do Um, sơ hóa, viêm sẽ làm sơ hóa kẻ ha, trong thời gian một thời gian nhất định nào đó thì bóng mờ trong trường hợp sơ hóa là xuất hiện bóng mờ dạng nốt lưới nên mình quan sát trên phim X-Quang mình sẽ thấy rất đặc trưng nó thành thành cái mắt xích như thế này à, và mình thấy rất là rõ khi mà quan sát trên file PDF tức là một cái hình đó, thì mình zoom ra thì mình thấy rất rõ cái điều này ở trong sách người ta cũng mô phỏng cho mình cái hình được phóng to lên rồi, cái phần bất thường cuối cùng của video này đó là tràn khí màng phổi. Phần tràn dịch màng phổi chúng ta sẽ tìm hiểu trong video clip sau. Tràn khí màng phổi, ở đây mình quan sát cái màng phổi nha. Mình có hai màng phổi, màng bên trong gắn liền với thành ngực, à, gắn liền với lá phổi đó là màng phổi tạng. Còn màng gắn liền với thành ngực đó là màng phổi thành. Thì ở khoảng giữa hai cái màng phổi đó chính là khoang màng phổi nè. Đây, đây chính là khoang màng phổi. À, bình thường cái khoang này là khoang tiềm tàng ha. Một khi mà xuất hiện khí trong khoang màng phổi, thì đó là tràn khí màng phổi à, bình thường mình có lên marker lên marker nghĩa là cái phần mạch máu đi xung quanh khắp phổi của mình này phần mạch máu chỉ ra vậy thì khi đọc x quang của một cái phim tràn khí màng phổi tức là mình sẽ có cái phần này phần rìa bên ngoài mình thấy màng phổi nó sẽ lệch vào bên trong rất rõ và cái phần khí bên ngoài này nè thì nó không có lên marker tức là không có phần mạch máu Đi ra tốt, tốt bên ngoài này à, Mình quan sát thật kỹ Bởi vì khí trong phổi vẫn là khí Ở bên ngoài này vẫn là khí Thì tràn khí thì nó vẫn là màu đen Nhưng nó xuất hiện cái ranh giới rất rõ Cái màng phổi sẽ bị đẩy lùi vào bên trong Và ở bên ngoài này thì không có cái dấu phổi Tức là không có dấu hiệu của mạch máu Rồi phần Đây một số hình mô phỏng Cái tràn khí nha, mình thấy ở đây Đây là màng phổi Nó sẽ bị đẩy lạch vào bên trong nè và không có dấu mạch máu bên ngoài này tức là không có cái phần rìa mô phỏng ha rồi đối với trường hợp tràn khí màng phổi áp lực tại vì tràn khí màng phổi áp lực là trường hợp tình huống cấp cứu tức là khí đi vào trong khoang màng phổi nhưng mà không thể đi ra được đây là một tình huống cấp cứu và một chẩn đoán lâm sàng à, đối với trường hợp tràn khí màng phổi áp lực ví dụ có một tổn thương xuyên thành ngực nè à, không khí nó đi vào qua tổn thương này nhưng nó không thể đi ra được dẫn đến là chèn áp một hồi làm xẹp cái lá phổi thì trường hợp xẹp lá phổi này á, nó sẽ kéo khí quản lệch về phía nó. À, xẹp phổi thì kéo khí quản lệch. Tuy nhiên tràn khí thì do cái không khí bên trong phổi này sẽ đẩy cái khí quản lệch về phía đối diện. À, à, xẹp phổi trong trường hợp này là do không khí áp lực dương trong này đẩy đẩy, đẩy lá phổi xẹp lại và vô tình nó đẩy luôn phần khí quản lệch về phía đối diện. Đây là dấu hiệu rất là đặc biệt. À, dấu hiệu rất quan trọng để mình nhận diện đây có phải là tình huống cấp cứu hay không. Vậy thì tóm lại ở đây á mình có tràn khí màng phổi, mình xem cái trung thất hay là khí quản nó có bị đẩy lệch hay không. Nếu không bị đẩy lệch thì không phải là tràn khí màng phổi áp lực. Còn nếu bị đẩy lệch thì đây chính là tràn khí màng phổi áp lực và phải cấp là một cấp cứu y khoa và phải dẫn lưu ngay. À, đó là cái bất thường liên quan đến tràn khí màng phổi. À, chúng ta sẽ dừng lại video clip thứ tư ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.